Bé 9 tuổi mà bị nhược thị thì sẽ như thế nào? Câu hỏi rất là quan trọng dành cho các anh chị em đang là phụ huynh có con từ dưới 10 tuổi. Mình sẽ xem, nếu mà không xem điều này thì khả năng con sẽ không còn nhìn được nữa đâu các anh chị ơi. Anh ơi, bé nhà em 9 tuổi, cận mắt trái 5 độ và loạn 3 độ 25. Mắt phải là loạn 0,75. Hai mắt của bé chênh nhau nhiều quá thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Em đi khám được biết là hai bên đều khác nhau. Hỏi bác sĩ khi khám thì đông quá không trả lời kịp. Cho em hỏi như vậy thì có bị nhược thị không? Và làm kính thì làm đúng độ theo trong toa hay là như thế nào? Theo các anh chị, nếu như chúng ta sẽ làm kính thì làm như thế nào? Mời các anh chị comment phía dưới. Hầu như chúng ta đều comment gần như là đúng, chưa đúng đâu. Đầu tiên thì chúng ta phải xác định là cái quan trọng nhất, hãy cho bé đi khám mắt ngay. Nếu như chị đang còn yêu thương con trai của mình, mới đi khám lần đầu phát hiện được hai bên nó lệch, một bên là 5 độ nó cao, nó cận trên này này, một bên là nó loạn, nó nằm dưới này này, có nghĩa là cách xa nhau hai mắt quá. Thế thì trường hợp này để tiếp tục trong thời gian 1-2 tháng nữa thì cái mắt bên trái đấy là nó sẽ tăng lên rất là cao, tăng lên nữa, khả năng bị lé, khả năng là không nhìn được luôn. Thế thì cần phải được hỗ trợ cho bé đeo kính sớm, đeo ngay sau khi mà chúng ta khám, chúng ta xác định được cái độ lệch nhau như vậy. Để trễ một ngày nào đó thì mắt khả năng tăng lên rất nhanh, và trễ một ngày nào đó thì khả năng không nhìn được rất lớn, rất cao. Nên chúc mừng cho anh chị đã cho bé đi khám ngay cái giai đoạn mà phát hiện được như thế này. Tuy nhiên là cái này đã trễ rồi, nhưng cũng còn hơn rất là nhiều người đang thờ ơ chưa cho con đi khám. Thì ở đây ta đã nói về cái độ lệch nhau nhiều quá, thì nếu mà để đeo được cái kính cũng không đeo được đúng độ như thế, mà cần phải kiểm tra cái độ nào bé đeo được phù hợp nhất. Nên bước tiếp theo là chúng ta làm kính rồi thì chúng ta sẽ mất tiền và phải làm lại đấy, nên đi khám kiểm tra lại thử cái kính nó phù hợp với số độ hiện tại. Thì bé 9 tuổi thì khả năng thì đeo được cái mắt cao độ là cỡ 2 độ đến 2 độ rưỡi thôi. Còn mắt bên kia thì đeo đúng độ, mắt bên thấp thì sẽ đeo đúng độ là 0.75, mắt bên cao thì đeo từ 2 đến 2 độ rưỡi, để mắt bé được làm quen dễ chịu với cái độ của mình. Hiện tại anh chị đang cho bé đeo bất cứ một cái kính gì cũng sẽ làm cho bé rất là khó chịu, vì nó choáng váng, nhức đầu, chóng mặt, thậm chí buồn nôn và không muốn đeo, bẻ gãy kính luôn. Trong trường hợp này, tùy theo mình cần kiểm tra lại kỹ hơn để xác định coi bé đã bị nhược thị chưa, có khả năng sẽ bị nhược thị rồi, có khả năng chưa. Nên chúng ta cần kiểm tra kỹ hơn và xác định xem là cái tầm nhìn của cái mắt yếu đấy nhìn được bao nhiêu. Nếu như còn nhìn được mà đeo kính nó tăng lên cái tầm nhìn thì chúng ta tập cho bé để bớt cái nhược thị, tránh trường hợp sau này nó trễ quá thì không nhìn được. Mình làm sao cải thiện cho bé nhìn được càng nhanh càng tốt. Nên hãy làm ngay cái việc này, tránh trường hợp để quá lâu mắt bé sẽ không còn khả năng nhìn được. Thì lúc đấy anh chị sẽ nghĩ như thế nào? Đặc biệt là những trẻ bây giờ rất là đáng yêu và đáng thương, họ không có một cái gì để biết được trước khi nó xảy ra. Chỉ có chúng ta biết thì chúng ta hãy làm cái điều này sớm hơn cho bé, sau này bé đã được an toàn hơn và được bảo vệ bởi đôi mắt đẹp của mình. Thì trong trường hợp này chúng ta nên có cái giải pháp thứ nhất là đeo kính cho bé ngay, với cái kính nào nó phù hợp, nếu như không phù hợp sẽ bị mất tiền và bỏ kính thì phải làm lại. Cái thứ hai nữa, kiểm tra coi có bị nhược thị không. Nhược thị thì chúng ta phải điều chỉnh ngay, điều chỉnh bằng cách tập mắt cho bé, che mắt cho bé để mắt bé tiếp tục nhìn được. Bài tập cho nhược thị, bài tập để chỉnh cái kính nào đeo cho nó phù hợp thì sẽ làm tiếp cái video gửi đến chị, để anh chị hiểu rằng làm như thế nào nó phù hợp cho mắt của bé hiện tại. Anh chị cần thêm câu hỏi, cần thêm thông tin cứ comment ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.